mặc dù nghề thì rất chỉ là bẩn thỉu trên tay nhưng rất chỉ là làm đẹp cho cuộc sống. Chất liệu thủy than này rất dễ vỡ, giòn, có độ cứng. Thời gian đầu mà làm cái nghề này cũng rất là lạ, là khi mình không biết làm ấy gãy vỡ rất là nhiều. Nhưng làm thì mình nghĩ rằng là mình phải làm sao được nên cũng quyết tâm. Bất kỳ một cái hình ảnh nào cũng đều làm được hết. Bắt buộc người thợ phải có năng khiếu thẩm mỹ. Làm nghề này thì là vừa tinh tế vừa kinh tế. Than đá không chỉ là để chất đốt mà biết đến là có một than đá mỹ nghệ nữa.